Lâu thật. Trống kiệu gọi là nửa mùa hả? Trống nửa mùa hả? Trống cho có đi. Đã. Trống trống nửa mùa cho có hả? Đã. Thích trống nửa mùa chứ gì, cho trống luôn, cho biết thế nào nửa mùa luôn nhá, hiểu cho nửa mùa luôn. Nào, hôm qua học cái gì? Speed Cái gì? động từ Cho nghĩ lại. nhỉ, danh động từ Ừ, lại danh động từ giỏi. speed nhân Ừ. phân từ động từ À, phân từ động từ ai dạy như thế hả? em không nhớ. Thế đấy. Nào, hôm nay làm test. Ok, làm test. Form để test chưa? Chưa. Câu này chúng ta có 5 phần và 5 bài test, 5 bài tập trong phần test. Không giải thích từ mới, không hỏi, không thắc mắc các thông tin không liên quan. Gian làm bài 45 phút. Gian bắt đầu. Time start. Now, grade 9 test 1. Now task 1. Choose correct answer. Chọn luôn trên này ạ. Để chọn luôn trên bảng này hay được rồi. Luôn lên đây. Cắt vở đây.
xong ai cũng kêu đọc cho kỹ nói thế thôi. Now complete the sentences with the correct form of the words in bracket. Cắt cái quyền vở đi nha. Vở.
thấy là sao được nó dùng 300 nước quy tắc không thầy? đi thi ai cho dùng
Rồi, các cái quyền vở đi. Xong. Now task three. Rewrite the following sentences using reporter speech. Cách vở đây. Còn 25 phút nữa.
Vừa hôm qua học cái này xong đấy. Thì hiện tại thì anh sang học từ tiếp diễn gì nữa. Còn 19 phút.
Nhanh nhanh nhanh. Now, find the mistakes and correct them. Tìm lỗi thì viết ở đâu nhỉ? Gạch ra đi. Không sửa sang rồi cuối câu ấy.
Sai hết không đúng một câu nào. Khó. Chẳng có gì khó cả. Fill the blanks with the phrase given in the box. Gấp cái quyền vở vào. Những từ này học hết rồi. Đấy. Đấy, khó hiểu.
Hôm nay em thấy cái điều gì? Trong thì okay, this is the end for the test today. Goodbye and see you next time. Bye.